Thời điểm này, Lâm Đồng đang bước vào cao điểm mùa khô, dễ xảy ra cháy rừng. UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản chỉ đạo các cấp ngành, đơn vị chủ rừng tập trung các biện pháp phòng cháy, tuyệt đối không lơ là chủ quan, nhất là thực hiện các phương án bảo vệ rừng, phòng cháy rừng dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố và các cấp, ngành, đơn vị chủ rừng tăng cường các giải pháp phòng chống cháy rừng từ nay đến hết mùa khô năm 2024, đặc biệt là thực hiện các biện pháp quản lý rừng thời điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Trong đó, tuyên truyền sâu rộng cho nhân dân nâng cao ý thức chấp hành quy định phòng chống cháy rừng, lập các tổ trực cháy, phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong suốt mùa khô, chủ động bố trí lực lượng tuần tra, canh gác các khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng, kiểm soát chặt chẽ người ra vào địa bàn có nguy cơ cháy rừng cao. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh chịu trách nhiệm tổng hợp, phối hợp với các cấp, các ngành, đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường kiểm tra, tháo dỡ nhà kính, nhà lưới lấn chiếm trên đất lâm nghiệp, ngăn chặn việc lợi dụng dịp lễ Tết Nguyên đán để ken cây, phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp.